Chào các bạn, ở bài học hôm trước thì chúng ta đã tìm hiểu về cái cách sao lưu và phục hồi cái dữ liệu ở trong cái Wordpress. Thì bài học hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang cái bài là tìm hiểu về các cái yếu tố có ảnh hưởng đến cái tốc độ của cái website Wordpress của chúng ta. Thì các bạn thấy là khi chúng ta vào một cái website mà cái website nó loát nó lâu quá, cái xảy ra cái tình trạng là nó quay quay mãi nó không tải được cái nội dung về, thì cái tâm lý của người dùng nó sẽ gây cho cái tâm lý khó chịu, và đa phần là cái người dùng sẽ chuyển sang tìm đến một cái website khác để sử dụng. Thì do vậy cái yếu tố về tốc độ ở trong cái website là một cái yếu tố rất là quan trọng đối với trải nghiệm của người dùng. Thì ảnh hưởng đến tốc độ của một cái website WordPress nó có các cái yếu tố. Đầu tiên là cái yếu tố nó về cái hosting và cái hạ tầng mạng. Cái hosting thì nó là một cái máy tính, thì do vậy khi mà cái tốc độ của cái máy tính nó ổn định và nó tốt thì cái website của các bạn vận hành trên đó nó mới tốt được. Thì do vậy cái việc chọn cái nhà cung cấp hosting đó, được cái chúng ta chọn được cái nhà cung cấp nó uy tín, thì chúng ta có thể tạm thời là yên tâm về cái việc cấu hình phần cứng, ví dụ như là về cái thông số như là tốc độ RAM, về cái động chip hoặc là băng thông ổ cứng của họ là đảm bảo, thì chúng ta lúc đó chúng ta yên tâm. Và ngoài ra cái việc chọn cái nhà cung cấp hosting, chúng ta cũng phải lưu ý một cái vị trí, nên lưu ý một cái yếu tố, đó là cái vị trí của cái nhà cung cấp hosting. Thì khi ví dụ như là chúng ta làm một cái website cho cái đối tượng đó là cái khách hàng là ở trong nước chẳng hạn, là người truy cập chủ yếu là đến từ trong nước, từ các cái tỉnh thành ở trong nước, không có các cái người truy cập là nước ngoài, thì với cái đối tượng khách hàng như vậy thì chúng ta nên chọn những cái nhà cung cấp nào mà có cái hosting nó đặt tại trong nước thì sẽ tốt hơn là các bạn chọn một cái hosting có vị trí ở nước ngoài. Tại vì sao? Vì là nếu như trong cái trường hợp bình thường ấy, trong cái trường hợp bình thường mà đường truyền mạng nó có không bị ảnh hưởng gì thì cái tốc độ nó không 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 chênh không chênh nhau nhiều lắm. Bởi vì là các cái đường truyền bây giờ đều là sử dụng cáp quang, nên là cái tốc độ truy cập ở trong nước và khi các bạn truy cập ra một cái server đặt ở nước ngoài, nó cái tốc độ nó lệch nhau nó sẽ rất là thấp, nó không ảnh hưởng nhiều đến người truy cập. Nhưng mà khi nó xảy ra sự cố, đặc biệt là những cái sự cố như các bạn đã thấy trong cái thời gian chúng ta sử dụng, các cái sự cố với đứt cáp quang biển, khi mà xảy ra sự cố đứt cáp quang biển thì lưu lượng đường truyền ở các nhà mạng họ sẽ phải dồn lại, họ gộp lại. Thì khi đó khi chúng ta nếu như cái website của chúng ta mà được đặt ở trên cái máy chủ mà ở quốc tế thì khi đó tốc độ sẽ là ảnh hưởng rõ rệt. Các bạn sẽ thấy là truy cập ra các cái website quốc tế vào cái thời điểm đứt cáp quang nó rất là khó, và nó cái độ trễ của nó rất là cao. Thì ngược lại với những cái website quốc tế, vào những cái thời điểm đó khi mà chúng ta truy cập vào những cái trang mà ví dụ như là các cái trang báo mạng có các cái website ở trong nước thì các bạn thấy là nó bình thường, nó không ảnh hưởng gì. Thì do vậy là chúng ta sẽ có một cái lưu ý nhỏ là đối với những cái mà đối tượng khách hàng mà hướng tới người sử dụng ở trong nước thì các bạn nên sử dụng các cái nhà cung cấp hosting ở trong nước. Hoặc nếu mà chúng ta muốn sử dụng các nhà cung cấp hosting ở nước ngoài thì chúng ta có thể sử dụng các cái hosting có cái máy chủ ví dụ như đặt ở Singapore chẳng hạn, thì cái đường truyền từ Việt Nam ra Singapore nó không xa và cái tuyến cáp quang nó không ảnh hưởng nhiều, cả nó cũng không 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 hay bị đứt. Khi những cái cáp quang biển khác nó bị đứt thì những cái đường truyền ra Singapore thì nó hoạt động nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Bên cạnh đó, cái bên cạnh Singapore thì thường theo theo một cái kinh nghiệm mà người ta sử dụng thì gần Việt Nam thì có thể là có Singapore, có thể là có Indo, nhưng mà những cái đường truyền đến Indo thường thì nó sẽ chậm hơn bên Singapore. Các cái máy chủ đặt ở Singapore thường là nó sẽ hoạt động ổn định hơn. Do vậy là nếu như là các bạn muốn chọn một cái nhà cung cấp nước ngoài để chúng ta có cái giá thành nó thấp và có cái
nhiều cái ưu đãi về có những cái mã giảm giá, các bạn ưu tiên những cái đó thì chúng ta có thể định hướng sang những cái nhà cung cấp của máy chủ ở Singapore chẳng hạn. Đó là một cái kinh nghiệm mà nhiều nhiều những cái nhà người người ta sử dụng người ta đã đúc kết ra. Đấy là cái yếu tố đầu tiên về cái hosting và hạ tầng mạng. Cái yếu tố thứ hai nó ảnh hưởng đến cái tốc độ website WordPress của chúng ta, đó là cái yếu tố về cái mã nguồn, nên gọi là cái source code. Cái mã nguồn đây thì gồm có là cái theme này, là cái giao diện, cái plugin, và cái thứ ba là cái mã nguồn lõi của chúng ta. Tức là cái mã nguồn này nó cũng ảnh hưởng vì đặc biệt là những cái theme, cái plugin. Nếu như chúng ta cứ chọn bừa những cái theme này vào cái plugin, nó có cùng chức năng nhưng mà cái hiệu suất của nó không 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 được cao. Thì tuy rằng nó cùng giúp bạn một cái chức năng, ví dụ như là giúp chúng ta có những cái giao diện đẹp, giúp chúng ta có những cái chức năng được cài thêm vào trong cái website chúng ta, nó cùng thực hiện được một cái mục tiêu đó, một cái mục đích đó, nhưng mà đánh giá về cái hiệu suất của nó không được tốt, thì những cái theme, cái plugin đó khi các bạn cài vào nó cũng sẽ kéo cái hiệu năng của cả cái website của chúng ta đi xuống. Thì do vậy cái điều quan trọng là khi chúng ta chọn theme, chọn plugin thì chúng ta phải tìm những cái theme nào, cái plugin nào được nhiều những cái đánh giá của những cộng đồng người dùng, đánh giá về cái hiệu năng của nó tốt thì chúng ta ưu tiên sử dụng nó trước. Và một cái điều quan trọng nữa là khi sử dụng cả theme, cả plugin và cả cái lõi WordPress của chúng ta thì chúng ta cần phải luôn luôn là cập nhật cái bản mới nhất của các cái thành phần đó. Tại vì sao? Tại vì là cái bản mới nhất thì nó sẽ cho chúng ta cái gì? Cho chúng ta cái bản vá lỗi để tránh cái việc rò rỉ về bảo mật, cho chúng ta các cái cập nhật để nó tương thích với những cái bản, ví dụ như có cái bản WordPress, cái bản lõi WordPress này, thường họ thường xuyên sẽ đưa ra những cái bản mới. Nếu mà chúng ta các cái theme, cái plugin không cập nhật lên thì nó sẽ không tương thích với nhau, thì khi đó có thể là nó sẽ gây ra những cái lỗ hổng bảo mật. Và lỗ hổng bảo mật đó, bên cạnh những cái lỗ hổng bảo mật thì những cái ví dụ như là về hiệu năng nó cũng sẽ bị giảm xuống. Vì khi nó tung ra những cái bản mới thì những cái theme, cái plugin này cũng phải đưa ra những cái bản cập nhật để phù hợp với cái bản lõi của WordPress, thì lúc đó hiệu năng nó mới đáp ứng tốt được. Thì nếu mà như chúng ta không cập nhật hoặc là chúng ta có cái lý do đặc biệt nào đó, như là chỉ các cái bản các bạn sử dụng cái bản người ta gọi là crack, những cái bản lậu, chúng ta không 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 thể cập nhật được, thì lúc đó hiệu năng của các cái website chúng ta sẽ không không thể nào đảm bảo được. Thì do vậy là chúng ta khi khi các bạn làm chuyên nghiệp thì chúng ta nên sử dụng những cái bản bản quyền. Rõ ràng là chúng ta nên mua những cái bản quyền để chúng ta có thể đảm bảo được về là yên tâm được về là các cái bản theme này, plugin này nó không chứa cái mã độc, và thứ hai là chúng ta có thể yên tâm là chúng ta có thể cập nhật, nâng lên những cái bản cập nhật của nó về sau. Cho nên chúng ta không nên là sử dụng những cái bản crack. Nhưng sau này chúng ta khi mà lúc đầu các bạn nếu như các bạn lúc đầu chúng các bạn sử dụng những cái bản lậu, thì về sau các bạn có điều kiện các bạn muốn sử dụng những cái bản quyền thì chúng ta lúc đó chúng ta vẫn mua, chúng ta vẫn nâng cấp lên, nhưng mà cái độ đảm bảo của chúng nó của cái mã nguồn của chúng ta, cái code ấy, nó không thể nào mà yên tâm được, nếu như chúng yên tâm được 100% giống như chúng ta sử dụng từ đầu. Bởi vì sao? Bởi vì là khi chúng ta đã sử dụng những cái bản lậu rồi thì chúng ta không thể biết được là trong cái code đó của chúng ta nó có cái gì, đúng không ạ? Nó không không biết chúng ta không biết được là người ta đã tích hợp những cái mã nguồn gì vào trong đó. Có thể người ta đã xâm nhập được vào website của chúng ta rồi, người ta đã cài đặt mà các mã độc lên rồi, người ta đã lưu mã độc của đó rồi, nhưng mà do là cái website của chúng ta nó nhỏ rồi, người ta không người ta chưa tác động gì vào, người ta cứ để các cái con mã độc đó nó ở trong website đó. Khi nào website chúng ta lớn hơn, mạnh hơn thì lúc đó các cái mã độc kia nó mới hoạt động. Thì do vậy nếu như chúng ta đã xác định làm nghiêm túc ngay từ đầu thì các bạn nên ưu tiên sử dụng những cái theme, cái plugin có bản quyền
ngay từ những ngày đầu chúng ta mới gây dựng, chứ chúng ta không nên là, hoặc là nếu không thì chúng ta các bạn có thể sử dụng những cái bản miễn phí nhưng mà nó có uy tín, được nhiều người đánh giá tốt thì nó sẽ tốt hơn là chúng ta sử dụng những cái bản động. Thì đó là về hosting, về theme, về hosting, về cái mã nguồn web rồi. Còn cái yếu tố thứ ba nữa đó là về cái database và cái hình ảnh. Cái database và cái hình ảnh thì có thể nói nó là cái, và đặc biệt nó là cái hình ảnh. Đặc biệt là cái hình ảnh thì các bạn có thể thấy là cái thư mục chứa cái hình ảnh của chúng ta đấy, nó là cái thư mục WordPress content đúng không ạ? Cái phần upload những cái hình ảnh media, hình ảnh này, video này, hoặc là những cái file đính kèm, đó là cái thư mục này, nó là cái thư mục lặng nhất đúng không ạ? Thì chính cái thư mục lặng nhất này nó sẽ tác động lên cái yếu tốc độ của website của chúng ta cũng là nhiều nhất. Do vậy là khi làm một cái website thì các bạn nên lưu ý là chúng ta nên tối ưu cái database, xóa hết các cái dữ liệu rác. Cái này thì ví dụ như là một cái website, một cái bài viết, khi chúng ta viết bài chúng ta thường xuyên tạo ra những cái, chúng ta viết không không phải viết, chúng ta viết một lần là xong, mà ví dụ một cái bài viết chúng ta, ví dụ các bạn viết chúng ta lại sửa, các bạn viết lại sửa, thì mỗi lần như vậy chúng ta phải một cái thao tác lưu vào, mỗi lần lưu nó sẽ tạo ra những cái dữ liệu rác, một cái bản nháp, mỗi lần lưu là một bản nháp, thì những cái bản này nó sẽ ngày càng nó phình to lên. Thì do vậy là chúng ta sẽ có một cái thao tác là chúng ta tối ưu lại, xóa bỏ các cái bản nháp, các cái comment mà spam các thứ đó, những cái đó nó thừa, càng ngày sẽ phình to, nó sẽ tạo cái cơ sở dữ liệu lớn hơn, nó sẽ làm cho website chúng ta nặng hơn và vận hành nó y hạch hơn. Thì đó là cái yếu tố nhất. Cái yếu tố thứ hai là các cái dung lượng của những cái file ảnh, cái file đính kèm, hoặc những cái, hoặc là cái video. Thì những cái ảnh đính kèm thì không phải là cái, các bạn khi chúng ta chèn cái ảnh vào web thì không phải là chúng ta cứ lấy một cái ảnh, ví dụ các bạn chụp một cái ảnh ở ngoài xong các bạn đưa lên, thì những cái ảnh như vậy cứ thường các bạn thấy là dung lượng chụp ạ, đặc biệt ngày nay là những dung lượng của những cái máy ảnh hoặc là những cái điện thoại, các bạn thấy là khi nó chụp ảnh nó có thể ra những cái dung lượng nó đến vài mê. Những cái ảnh như vậy nếu như chúng ta up lên thì nó sẽ gây ra làm cho cái website của các bạn nó rất là lặng, cái tốc độ tải trang nó rất là lâu. Thì do vậy là trước khi chúng ta khi chúng ta đưa ảnh lên, chúng ta sẽ có một cái thao tác là tối ưu hình ảnh. Cái phần này chúng ta tìm hiểu ở phần dưới. Còn cái khi mà đối với các video hoặc là những cái file đính kèm, khi các bạn đưa lên website thì chúng ta không nên đưa thẳng, không không nên upload thẳng cái video nó lên đúng không ạ? Không, hoặc là những cái file đính kèm lên cái website của chúng ta, mà chúng ta lên sử dụng một cái trang, ví dụ như là Driver, Google Driver chẳng hạn, hoặc là Dropbox, hoặc là những cái server chuyên dụng, thì chúng ta lưu cái video đó, bởi vì là một cái video nó có thể đến hàng vài trăm mê hoặc đến hàng ghi, nếu chúng ta đã đưa lên website chúng ta thì đó là cái điều nó gần như là chỉ cần một vài cái video là sẽ có thể hết cái dung lượng web của các bạn, nếu mà các bạn thuê ở các cái hosting nó không, nó giới hạn dung lượng đúng không ạ? Thế đấy là những cái yếu tố nó ảnh hưởng đến tốc độ của cái website WordPress. Ngoài ra còn nhiều những cái yếu tố khác nữa, nhưng mà chúng ta chủ yếu chủ đạo quan tâm đến cái yếu tố chính, đó là cái ba cái yếu tố chính đó, như chúng ta vừa mới đề cập đến. Thì ở phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách để tối ưu cái hình ảnh. Cái hình ảnh tại vì sao? Tại vì cái hình ảnh nó là cái chủ đạo của cái website, thì không không có cái website nào là không sử dụng đến hình ảnh, và cái hình ảnh nó là cái gần chúng ta nhất, nó là cái chúng ta có thể tác động đến được nó đầu tiên, đúng chưa? Thế đây là cái nội dung của phần đầu này. Phần này chúng ta sẽ dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn.